Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi sau đây. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn số? Để trả lời được câu hỏi này, trước hết là chúng ta sẽ đi nhắc lại định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn số. Ờ, phương trình bậc nhất hai ẩn số là cái phương trình mà hình thức của nó như thế này. Đầu tiên là có một cái số thực a nhân với một biến x cộng với một số thực b nhân với một biến y và bằng một số thực C. Trong đó đặc biệt lưu ý cái điều kiện của A và B. Đó là AB phải thỏa mãn điều kiện là không đồng thời bằng 0. Chỉ cần chú ý điều kiện AB thôi còn C không cần điều kiện. Thế A, B không đồng thời bằng 0 có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa cụ thể như thế này. Nếu như A mà bằng 0 thì B phải khác 0. Còn nếu như mà B mà bằng 0 thì buộc A phải khác 0. Còn nếu như cái tình huống mà cả A, cả B đều bằng 0 thì tình huống này sẽ vi phạm điều kiện của định nghĩa. Như vậy bây giờ chúng ta đối chiếu với bốn cái phương trình mà câu hỏi này đưa ra thì em thấy này ở phương án A hệ số A bằng 5, hệ số B bằng âm 8. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến AB thôi, C không cần quan tâm. Cả hai hệ số này đều khác không. Như vậy theo định nghĩa đây chính là phương trình bậc nhất hai ẩn số Phương án B Hệ số A bằng 0 Hệ số B bằng âm 0 Âm 0 thì cũng vẫn là 0 Như vậy thì em thấy này Cả A cả B đều bằng 0 Như vậy cái phương trình ở cái phương án B này Không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn số Khi đọc đến đây là chúng ta có thể chọn được ra đáp án B Để hiểu rõ bản chất hơn thì chúng ta đọc phương án C và phương án D Em thấy là phương án C này, hệ số A bằng 4, hệ số B bằng 0. Như vậy em thấy là B bằng 0 thì A khác 0. Có nghĩa là hai hệ số này không đồng thời bằng 0. Như vậy phương án này vẫn thỏa mãn. Đến phương án D, hệ số A bằng 0, hệ số B bằng 5. Như vậy A và B không đồng thời bằng 0. Cũng thỏa mãn.